Thông tin tổng quan, đánh giá chuyên sâu chân thực, câu chuyện đầu tư hữu ích, tất cả sẽ có trong La Bàn Thị Trường, livestream Facebook page VN Direct chiều thứ 2 hàng tuần, xem lại trên kênh YouTube chính thức của VN Direct, VN Direct Official. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La Bàn Thị Trường của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng Ba P là chuyên gia đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Và để tiếp nối chương trình của ngày hôm trước thì tuần này chúng tôi cũng tiếp tục tạo cho quý nhà đầu tư một mini game với câu hỏi đó là phiên giao dịch mở đầu thị trường hàng ngày trên sàn HOSE có tên là gì? A. ATO, B. ATC, C. Giao dịch liên tục và D. Giao dịch có điều kiện. Và để tham gia được mini game của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy like share livestream của chúng tôi ngày hôm nay và kèm thêm một comment với đáp án của mình và kèm thêm 3 con số may mắn. Ví dụ như quý nhà đầu tư chọn đáp án D thì sẽ là D gạch ngang 169. Và phần quà của mini game của chúng tôi ngày hôm nay vẫn như mọi khi đó là gói giao dịch Tomato 30 trị giá 500.000 đồng trên 1 tháng. Với phần quà này thì quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch lên tới giá trị giao dịch là 666 triệu đồng trên 1 tháng, tương đương với 30 triệu đồng trên 1 ngày. Và chúng tôi sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Đó là với tin tức nổi bật của tuần này là chìa khóa cho bài toán bình thường mới Monopiravir. Đó là Anh trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt sử dụng thuốc trị COVID-19 Monopiravir. Và cụ thể đó là cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm y tế của Anh cho phép sử dụng Monopiravir đối với những ca dương tính COVID-19 sớm nhất có thể và 5 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Với Monopiravir là thuốc dạng viên uống và được sản xuất bởi liên doanh Merck and Richpack và được sử dụng theo liệu trình uống 8 viên trên một ngày trong vòng 5 ngày liên tục. Và qua thử nghiệm lâm sàng thì thuốc có khả năng giảm tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong đến 50% ở những người bị COVID-19 nhẹ đến trung bình và có ít nhất một yếu tố gây nguy cơ bệnh nặng. Và Merck dự kiến là sẽ sản xuất 10 triệu liều vào cuối năm 2021 và thêm tối thiểu 20 triệu liều vào năm 2022. Và với tin tức này thì Monopiravir là bước tiến mới nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm biến dịch COVID-19 thành bệnh đặc hữu vào năm 2023 như mục tiêu của WHO. Và phương pháp thuốc đặc trị dạng viên uống sẽ đặc biệt được hưởng ứng bởi những đối tượng bị ức chế nhiễm dịch, miễn dịch và dễ bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19. Và kèm thêm với tin tức này đó là các hãng hàng không dục dịch chuẩn bị tăng chuyến bay nội địa, cất cánh đi quốc tế. Ngành hàng không Việt Nam thì đang đón nhận hàng loạt những thông tin tích cực trong thời gian gần đây. Mới nhất, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất tái khởi động đường bay quốc tế như thường lệ từ tháng 1 năm 2022. Ngoài ra thì luân chuyển các công dân Việt Nam có nhu cầu lao động nước ngoài, Việt Nam sẽ đón công dân nước ngoài đến các địa điểm thí điểm du lịch như Phú Quốc, Khánh Hòa hay Quảng Ninh. Và Việt Nam hiện tại thì đã được công nhận hộ chiếu vaccine tại các nước Mỹ, Nhật, Anh, Belarus và Ấn Độ. Ngoài ra thì Cục Hàng không cũng đã đề nghị tăng số chuyến bay nội địa từ 6 lên 19 chuyến trên một ngày cho các đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và 9 chuyến bay trên một ngày cho các đường bay còn lại nhằm khai thác theo tần suất như trước tháng 12 năm 2020. Và trạng thái bình thường mới và tốc độ tiêm chủng tốt sẽ là động lực thúc đẩy ngành hàng không Việt Nam sớm được cất cánh trở lại. Ngoài ra thì các ngành du lịch và dịch vụ sẽ được hưởng lợi trong trung hạn khi nguồn thu từ khách quốc tế sẽ giúp ngành hồi phục. Và trong cái câu chuyện mà việc có những thuốc uống ấy, thì Tuấn tin rằng là cái làn sóng khi mà chúng ta mở cửa trở lại ấy, thì cái rủi ro lớn nhất đó là việc các dịch bệnh lại lây lan trở lại, thì cái việc thuốc uống này có thể làm giảm bớt cái lo ngại đó, đồng thời với việc rằng là chính phủ chúng ta đã đưa ra một cái nghị định mới, nghị định 128 rằng là
sẽ không bao giờ đóng cửa nền kinh tế nữa, tức là sẽ không bao giờ kiểu ngăn sông cấm chợ nữa. Thì theo cái đấy thì nếu như bệnh ở đâu thì chúng ta chỉ phong tỏa tại đó thôi, mà chúng ta sẽ phong tỏa mức thấp nhất đó, thì những cái điều này sẽ khiến cho cái nền kinh tế của mình đâu đó sẽ được trở lại. Đồng thời việc rằng là Việt Nam mình cũng đang ứng dụng cái bong bóng du lịch đúng không ạ, và theo mô hình bong bóng như vậy thì những tất cả các khu du lịch ở mà nó cách xa khu dân cư ấy sẽ được ưu tiên để mở cửa trước, nhất là khi cái khu đấy đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ được 2 mũi. Đó thì trong trường hợp như thế thì trong các bản tin trước thì Tuấn cũng rất đề cao một doanh nghiệp chính là ACV. Thì việc mà chúng ta mở cửa trở lại nền kinh tế thì ACV sẽ được hưởng lợi khi mà cái số chuyến bay nó nhiều hơn. Tuấn thì nhà ở gần khu vực Sóc Sơn, Hà Nội. Thì hàng ngày hay có các chuyến bay bay qua, thì cái giai đoạn trước ấy, giai đoạn tháng 7, tháng 8, tháng 9 mà bị cách ly ngồi nhà ấy, thì lúc đó là cái số lượng chuyến bay gần như một ngày Tuấn không nghe thấy một tiếng ồn nào. Nhưng đợt này ở nhà thứ bảy chủ nhật ấy là phải nghe rất nhiều tiếng ồn, và thỉnh thoảng đang xem tivi hoặc xem cái gì đó thì tự nhiên cái tiếng ồn đấy khiến cho mình không tập trung được. Đó thì ở cảm nhận của Tuấn thì thấy rằng các chuyến bay đang trở lại rất là gần rồi, và trong trường hợp như thế thì ACV, nếu như chúng ta nhìn ACV có một cái quy mô của họ là độc quyền 22 sân bay tại Việt Nam. Chính xác số lượng sân bay Tuấn không nhớ làm chính xác, nhưng mà so với cả bên Thái Lan chẳng hạn thì cái vốn hóa của ACV đang rẻ hơn rất nhiều một công ty khác ở Thái Lan. Và nếu như mà quy đổi sang ấy, tính theo P/B thì ACV xứng đáng giá 160-200 nghìn đó. Và anh Tuấn cũng phím hàng luôn ở trong chương trình đấy ạ. Dạ vâng, và quay trở lại với nội dung của chương trình của chúng tôi thì gồm có 5 phần như mọi khi. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba đó là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác, và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Và trong quá trình mà Duyên và anh Tuấn Hoàng 3P có trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy đặt câu hỏi ở dưới phần comment, và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp những câu hỏi cho quý nhà đầu tư ạ. Và phần đầu tiên đó là thông tin vĩ mô, với tin tức đầu tiên là dấu hiệu chuỗi cung ứng hồi phục, cước vận tải biển hạ nhiệt. Chỉ số cước vận tải biển Baltic Dry Index bao gồm cước vận tải các loại tàu capesize hơn 150.000 tấn, Panamax 80.000 tấn, Supramax 60.000 tấn đã giảm 49% trong một tháng trở lại đây. Điều này phản ánh việc cước vận tải biển ở hầu hết các tuyến đường thủy đều giảm do bước vào mùa vãn cách và các đội tàu gia tăng số lượng ở cả hai bán cầu. Hơn nữa thì Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại khi mà thị trường bất động sản suy thoái, khiến cho giá quặng sắt giảm mạnh và dự trữ quặng sắt tăng. Ngoài ra thì nhằm kiềm chế khủng hoảng thiếu điện thì chính phủ Trung Quốc đã áp giá trần cho than và khiến cho giá than cũng giảm mạnh. Trong bối cảnh Trung Quốc muốn tăng cung trong nước thì nhu cầu cho tàu capesize để vận chuyển hàng hóa không còn lớn như trước tháng 10. Và điều này thì việc mà giá cước vận tải hạ nhiệt là tin tức tốt đối với các doanh nghiệp xuất khẩu khi mà giảm được chi phí vận tải đáng kể. Và triển vọng vận tải thủy vẫn sẽ tích cực khi mà nhu cầu toàn cầu vẫn cao sau Covid-19, đặc biệt là cho mùa mua sắm cuối năm nay, hay là tình trạng tồn đọng hàng hóa tại các cảng vẫn diễn ra. Vâng, cước BDI được trước tăng bởi vì nó có khoảng 2 lý do. Lý do thứ nhất đó là việc đóng cửa các chuyến bay hàng không khiến cho một loạt hàng hóa đang được vận chuyển đường bay hàng không thì họ phải bị dừng lại, và lượng hàng hóa đã bị chuyển sang hàng biển. Và thứ hai nữa là khi mà khó khăn, tức là giãn cách kéo dài khiến cho rất nhiều các hãng tàu nhỏ bị phá sản, khiến cho hãng tàu lớn, tức là nguồn cung bị thu lại. Đó thì khiến cho là khi mà nguồn cầu bắt đầu bùng nổ trở lại thì cái nguồn cung nó không đáp ứng được và giá tăng lên rất là nhiều. Thì bây giờ cái câu chuyện đấy đang dần dần qua đi khi mà một, chúng ta biết rằng là các hãng hàng không đang quay trở lại. Hai, đó là các hãng hàng không hàng hóa, tức là chuyên để vận tải hàng hóa cũng bắt đầu rục rịch cất cánh. Và thứ ba nữa là chúng ta vừa mới trong phần Duyên mới chia sẻ, đó là gia tăng các đội tàu mới, đúng không ạ? Thì cái giá cước giảm xuống như vậy, thì như vậy là Tuấn nghĩ rằng là những doanh nghiệp nào mà đang bị trước đây bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái chỉ số BDI tăng ấy, thì bây giờ là lúc những doanh nghiệp này tiếp tục hồi phục trở lại, nhất là trong điều kiện rằng là các doanh nghiệp xuất khẩu khác trong cùng ngành với họ đã bị ảnh hưởng rất là tiêu cực, thì những doanh nghiệp này đang gọi là sống được qua cái thời kỳ xấu rồi, thì bây giờ họ sẽ bùng nổ lên rất là mạnh.
Dạ vâng, và tin thứ hai trong phần thông tin vĩ mô của chúng tôi đó là giá thực phẩm Trung Quốc tăng mạnh khi chi phí sản xuất ngày một đắt đỏ. Các nhà sản xuất thực phẩm lớn nhất Trung Quốc đang tăng giá sản phẩm ra thị trường do chi phí sản xuất và vận chuyển ngày càng tăng cao, khiến cho biên lợi nhuận bị ảnh hưởng và các sản phẩm từ Fort Hans, nước tương, Jiangsu Henshang, giấm và cha cha là các loại hạt thì đều đã tăng giá đến 18% trong một tháng trở lại. Và thời tiết xấu thì ảnh hưởng mùa vụ khiến cho giá rau củ cũng tăng mạnh và một số hàng 30 loại rau của Bộ Thương mại Trung Quốc đã tăng đến 7% chỉ sau một tuần và 24% kể từ cuối tháng 9. Ngoài ra thì trong 2 tuần trở lại đây thì giá thịt lợn cũng tăng 13% và giá trứng gà tăng 6%. Và chỉ số giá sản xuất cho tháng 9 đã tăng gần 11%, đây là mức cao nhất kể từ năm 1996. Và áp lực chi phí sản xuất đã khiến cho kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất thực phẩm ở Trung Quốc có một quý 3 kinh doanh ảm đạm. Và giá thực phẩm tăng là dấu hiệu đầu tiên cho việc lạm phát của Trung Quốc sẽ tăng trong thời gian tới. Và trong ngắn hạn thì việc giá thực phẩm tăng sẽ ảnh hưởng tâm lý của các nhà đầu tư khi cho rằng đó là việc tăng giá sẽ giúp cải thiện doanh thu và biên lợi nhuận. Trong chung dài hạn thì nếu như xu hướng tiếp diễn thì các doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc sẽ được hưởng lợi. Việc lạm phát thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hành động của Ngân hàng Trung ương các nước trước khi mà chúng ta kết luận xa hơn rằng là giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Thì trong trường hợp ví dụ nhé, trong trường hợp mà CPI có thể tăng nhưng mà hành động của Ngân hàng Nhà nước hoặc là Ngân hàng Trung ương các nước thì vẫn đưa ra rằng là chúng tôi chấp nhận lạm phát cao một giai đoạn nào đó để đẩy cái tăng trưởng kinh tế quay trở lại, thì lúc đó là mặc dù lạm phát tăng nhưng mà về cơ bản thị trường chứng khoán vẫn được hỗ trợ. Và trong trường hợp như thế thì quý vị nên lựa chọn những doanh nghiệp mà có cái bảng cân đối khá là lành mạnh và có cái tài sản bằng tiền rất là nhiều. Thì ở Việt Nam mình thì theo cái chính sách mà Tuấn cảm nhận được của Ngân hàng Nhà nước ấy, thì vẫn đang đâu đó là vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cái nền kinh tế mình để phục hồi đã, và sau đó thì mình mới kiểm soát lạm phát sau. Thì trong trường hợp đó thì Tuấn nghĩ rằng là ngành bảo hiểm cũng là một ngành rất là đáng để theo dõi trong thời gian tới, khi mà lạm phát tăng cao này thì họ có rất nhiều tiền và tiền đấy nó sẽ tạo ra doanh thu tài chính. Và thứ hai nữa là những doanh nghiệp thiên về bất động sản, khu công nghiệp, khi mà lượng tiền trong cái bảng cân đối của họ rất là nhiều. Đó thì đấy là hai loại hình doanh nghiệp mà Tuấn nghĩ rằng là nên theo dõi thời gian tới. Vâng. Và đó là Duyên và anh Tuấn đã đi qua phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp cho quý nhà đầu tư. Sau đây là sẽ là phần thứ hai, đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên, đó là tăng trưởng tín dụng dự báo đạt 13% vào năm 2021. Thì đến ngày 29 tháng 10 năm 2021 thì tín dụng toàn nền kinh tế đạt gần 10 triệu tỷ, tăng 8,72% so với cuối năm 2020. Trước đó thì theo Ngân hàng Nhà nước thì tăng trưởng tín dụng đến ngày 7 tháng 10 năm 2021 là 7,42%. Như vậy là trong 3 tuần cuối tháng 10 thì tín dụng tăng 1,3%, tương đương có khoảng là 120.000 tỷ đồng được đẩy ra thị trường. Hiện các ngân hàng đều đang đẩy mạnh giải ngân trong những tháng cuối năm thông qua chương trình ưu đãi vay mua nhà, mua ô tô với lãi suất khá là thấp. Và khi nền kinh tế hoạt động trở lại, nhu cầu tín dụng tăng lên, dư nợ tín dụng tăng mạnh trong thời gian tới, thì dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2021 đạt 13% và quý 4 năm 2020 dư nợ tín dụng tăng từ 6,08% tại cuối tháng 9 lên 12,13% vào cuối năm. Vâng, nếu chúng ta nhìn lại cái dư nợ tín dụng trong nền kinh tế thì chúng ta nhìn thấy rằng là từ giai đoạn tháng 6 2021 tức là cho đến tháng 9 2021 thì chúng ta thấy rằng là cái dư nợ tín dụng tăng rất là chậm, từ khoảng 9,7 triệu tỷ cho lên khoảng 9,8 triệu tỷ, tức là đâu đó tăng được 0,1 thôi, đi ngang trong khoảng một quý vừa qua. Thì trong trường hợp như vậy thì cái quý 4 khi mà cái lợi nhuận nhiều khả năng sẽ được tăng trưởng trở lại thì ngành ngân hàng cái rủi ro hiện tại được ra điều chỉnh ấy tôi nghĩ là rất là thấp, khi mà họ đã có thời gian đi ngang khoảng 3 tháng rồi. Và trong trường hợp mà cái tín dụng đang bùng lên trở lại thì ngành ngân hàng sẽ một ngành rất là đáng theo dõi trong giai đoạn quý 4 và quý 1, quý 4 2021 và quý 1 2022. Thì các cổ phiếu mà Tuấn ưa thích thì nó gồm có là Techcombank và MB Bank. Ngoài ra Vietcombank cũng khá đáng theo dõi khi mà sắp tới họ đang có những cái động lực để tăng trưởng trở lại mạnh mẽ cái tín dụng. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Và tin thứ hai trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng của chúng tôi đó là Fed bắt đầu cắt giảm chương trình mua trái phiếu, BOE duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.
ngày 4 tháng 11, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo bắt đầu giảm chương trình mua trái phiếu 15 tỷ trên tháng từ tháng 11 và giữ nguyên lãi suất ở khoảng 0 đến 0,25%, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Vào ngày 4 tháng 11, thì Ngân hàng Trung ương Anh quyết định giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục là 0,1% và giữ nguyên mục tiêu QE là 895 tỷ bảng. CPI tại Anh tháng 9 tăng 3,1% so với cùng kỳ và cao hơn mục tiêu là 2% rất nhiều. BOE dự báo lạm phát tăng lên khoảng 5% vào quý 1 năm 2022 trước khi xuống mức 2% vào cuối năm 2023 khi bùng nổ giá xăng dầu bắt đầu suy yếu và nhu cầu hàng hóa hạ nhiệt. Và bước đi của Fed được truyền thông trước rõ ràng và tâm lý thị trường đã có sự chuẩn bị. Thêm nữa là các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục giữ lãi suất thấp, dẫn đến dòng tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán không bị ảnh hưởng. Như Tuấn có chia sẻ trong các lần mà được online, thì Tuấn có nói rằng là thông thường thị trường sẽ bị ảnh hưởng bởi vì những cái thời điểm mà quyết định, ví dụ thời điểm mà Fed dự báo rằng là tôi sẽ quyết định xem là có nên tăng hay không. Thì tại thời điểm đấy thì thị trường thường sẽ bị áp lực, gặp áp lực nhất định. Và khi mà cái thời điểm đấy qua đi, thì thông thường là giống như kiểu cái tâm lý được cởi bỏ ấy. Và thông thường thị trường sẽ có những bước tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Và thời điểm đấy thì hiện tại đã qua. Và đó là chúng tôi cũng đã đi xong phần thứ 2 là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ 3 của chương trình ngày hôm nay, đó là về kênh cổ phiếu. Với tin tức đầu tiên, đó là kết quả kinh doanh quý 3, tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc nhưng vẫn vượt kỳ vọng. Ước tính lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 3 năm 2021 tăng trưởng tích cực là 17,8% so với cùng kỳ, bất chấp các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong quý 3. Và lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 thì ước tính lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết tăng mạnh là 54,6% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng, bất động sản, đồ uống, bán lẻ, vận tải, xây dựng và vật liệu, khai khoáng, giảm tốc sụt giảm và nhường sân khấu cho thép và dịch vụ tài chính. Và một số doanh nghiệp trong rổ VN30 ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực như PAO, HPG, VHM và một số ghi nhận sự sụt giảm như P&J, VIX, VRE, PXL và NVL. Như vậy thì trong quý 4, với đường hướng dần khởi động lại nền kinh tế thì sẽ có một số nhóm ngành hồi phục trở lại và tăng trưởng, nắm bắt nhu cầu chung của những tháng cuối năm, cụ thể như thủy sản, sản xuất xuất khẩu và những ngành được hưởng lợi bởi thúc đẩy đầu tư công. Chúng ta có hai cái theme để đầu tư. Một là những doanh nghiệp mà bị ảnh hưởng bởi Covid, tức là nhờ Covid khiến cho cái mặt hàng kinh doanh của họ lại được cao hơn, nhiều người mong muốn hơn. Ví dụ FPT là một cái trường hợp điển hình của cái trường hợp đó, của cái team số 1 đó. Với team số 2 đó là vì Covid nên khiến cho toàn ngành mới đi xuống và những doanh nghiệp yếu bị chết đi, khiến cho những doanh nghiệp đầu ngành mạnh và họ sẽ mạnh lên. Ví dụ như ngành cảng biển là chúng ta nhìn thấy điều đấy rất là rõ, đúng không ạ? Khi mà Covid xảy ra thì có rất nhiều các doanh nghiệp vận tải biển bị chết đi và khiến cho những doanh nghiệp còn lại họ có đội tàu mạnh và tự nhiên họ hưởng được cái mức giá cước lên rất là cao. Đó thì trong câu chuyện như vậy thì hiện tại thì Tuấn nghĩ rằng ngành thủy sản là một ngành rất đáng để theo dõi khi mà họ bị hit rất là nặng bởi cái cước BDI và BDI bây giờ đã qua đi, đồng thời với là có rất nhiều các hộ nông dân đã treo chuồng, tức là treo ao, tức là cái nguồn cung nó bị giảm đi rồi, cái nguồn cầu lại đang được tăng lên mà những khó khăn ở giữa đang bị giảm bớt đó. Thì trong trường hợp đấy thì Tuấn nghĩ rằng ngành thủy sản khá là ok để theo dõi. Và trong ngành thủy sản thì Tuấn rất là ưa thích hai doanh nghiệp như là ANV và FMC đó. Ngoài ra thì P&J cũng là một doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất là nặng cái giai đoạn vừa qua, và các nhiều công ty vàng đã bị nhiều các cửa hàng vàng nhỏ lẻ cũng đã bị ảnh hưởng. Thì bây giờ là cơ hội cho những doanh nghiệp đầu ngành, ngành bán lẻ như kiểu P&J, Thế Giới Di Động, họ sẽ bùng lên. Và tin thứ hai trong phần kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến một mã cổ phiếu, đó là STK tiếp tục tỏa sáng bất chấp đứt gãy chuỗi cung ứng. STK mới công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021, ghi nhận doanh thu đạt 469 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận tăng 212,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 thì doanh thu và lợi nhuận ròng
tăng lần lượt là 29,3% so với cùng kỳ và 171,2% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn năm 2021 và 2023 thì chúng tôi tự tin với triển vọng của doanh nghiệp này với 3 lý do. Lý do đầu tiên đó là mảng sợi tái chế trong quý 4 năm 2021-2022 sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu của thị trường nội địa và tình hình thiếu điện ở Trung Quốc. Thứ hai đó là nhà máy Unitech. Giai đoạn 1 sẽ được vận hành với 80% công suất trong quý 1 năm 2023. Và lý do thứ 3 đó là kỳ vọng STK sẽ mở rộng thị phần tại thị trường nội địa nhờ hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá đối với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Vâng, chia sẻ thêm một chút nữa là STK có ký một cái hợp đồng độc quyền với cả việc chuyển giao cái sợi tái chế từ Trung Quốc sang. Và chính vì thế nên cái biên lợi nhuận của STK khá là cao khi mà Việt Nam mình nằm trong cái vùng giao rất nhiều FTA và khiến cho việc hàng hóa xuất sang EU chẳng hạn của STK nó khá là ok. Đó thì STK là một cây Tuấn nghĩ rằng là rất đáng để theo dõi trong thời gian khoảng 1 đến 2 năm tới. Khi mà cái triển vọng mà sợi tái chế, tức là mua cái nghề tái chế là nghề gì, tức là thường là nghề mua của người chán, bán cho người cần. Đó thì khiến cho nghề đấy có biên lợi nhuận rất là tốt. Thì STK đang được hưởng lợi từ cái điều đấy. Dạ vâng. Và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của danh mục giá trị tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thì tính đến ngày 5 tháng 11 năm 2021 thì lợi suất của danh mục giá trị đạt 54,8% từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại và gấp 1,72 lần so với VN Index là 30%. Và cụ thể danh mục giá trị thì chúng tôi có để ở trên màn hình gồm có 10 mã. Và ngoài ra thì để có thể cập nhật được danh mục giá trị của chúng tôi thường xuyên thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào các cộng đồng của chúng tôi ở trên Facebook. Và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ để mã QR code để quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để cập nhật thông tin. Và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác với tin tức đầu tiên. Đó là giá dầu xuống dưới mức thấp từ đầu tháng 10. OPEC giữ nguyên sản lượng trong tháng 11, trong khi sẽ tăng thêm 400.000 thùng trên một ngày trong tháng 12 năm 2021, tương ứng hơn 6% công suất hiện tại. Trong ngắn hạn thì giá dầu có thể ảnh hưởng bởi các nước tiêu thụ gồm có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ giải phóng kho dự trữ lớn của mình. Và hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 kết thúc với cam kết và hành động rõ ràng hơn từ các nước phát thải lớn, trong đó có các giới hạn về tiêu thụ và sản xuất năng lượng hóa thạch. Như vậy thì với việc siết chặt hơn các quy định về đầu tư với ngành sản xuất dầu mỏ, nguồn năng lượng sạch thay thế không đáp ứng kịp và nhu cầu tiêu thụ hồi phục nhanh sau dịch thì giá dầu có thể sẽ tiếp tục tăng thêm và giữ ở mức hiện tại trong thời gian tới. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư có thể theo dõi đối với các cổ phiếu dầu khí. Quan điểm của Tuấn thì hơi khác một chút, đó là dầu khí thì nó bị tác động rất là lớn bởi cái yếu tố chính trị. Khi mà việc mà thay đổi lượng cung dầu trong một đêm ấy, có thể tức là chỉ có thể thay đổi trong một đêm bằng một cuộc gọi của một tổng thống ở đó, đúng không ạ? Chính vì vậy nên thành ra việc dự đoán giá dầu cực kỳ khó. Tuy vậy thì chúng ta nhìn lại là khi giá dầu mức cao ấy, điều đó có nghĩa rằng là sẽ thúc đẩy cho việc thế giới đi tìm kiếm những công nghệ mới. Điều này đã diễn ra năm 1970, tức là giai đoạn năm 1970 khi mà giá dầu vọt lên trên 100 đô. Thì lúc đó là bắt đầu mới đẩy mạnh các công nghệ mới như kiểu dầu đá phiến này, hay là phát triển những công nghệ mà tiêu tốn ít liên quan đến dầu. Chẳng hạn như xe của Toyota đó rất được ưa chuộng bởi vì nó giảm được giá thành đi xe. Đó thì trong trường hợp như vậy thì cái chuyện mà giá dầu ở mức cao thì tôi nghĩ rằng sẽ thúc đẩy các nguồn năng lượng mới mà thực tế đang diễn ra rồi, như là điện gió này, điện mặt trời. Và ở châu Âu thì cái sản lượng tiêu thụ xe điện đã tăng gấp đôi trong năm 2020 vừa qua. Đó, và ở Việt Nam mình thì Tuấn nghĩ rằng là việc mà năng lượng tái tạo vẫn là trend rất là tốt. Một số doanh nghiệp mà chúng ta thể để ý đến như kiểu Trung Nam, nhưng mà doanh nghiệp này chưa niêm yết. Thì các doanh nghiệp khác ở trên sàn thì có thể có PC1 hay là TV2, Hà Đô cũng bắt đầu tham gia vào. Đó. Dạ vâng, và với doanh nghiệp Trung Nam mà anh Tuấn vừa có giới thiệu cho quý nhà đầu tư thì quý nhà đầu tư cũng có thể thấy đó là trend năng lượng sạch trên quy mô toàn thế giới và Việt Nam cũng đang định hướng điện gió, điện mặt trời chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42% và năm 2020 là 23%.
1%. Và Trung Nam thì là nhà phát triển hàng đầu Việt Nam về năng lượng tái tạo. Tuy nhiên thì doanh nghiệp này chưa có niêm yết, nhưng mà để có thể đầu tư vào doanh nghiệp này thì quý nhà đầu tư có thể mua trái phiếu của doanh nghiệp này. Và để nhằm tăng cái quy mô vốn cho các dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng của Trung Nam, đó là với dự án điện gió Ea Nam, thì Trung Nam đã phát hành ra các mã trái phiếu với kỳ hạn là 1 năm, 7 năm, 9 năm, phù hợp với nhu cầu đa dạng của quý nhà đầu tư. Với tài sản đảm bảo có giá trị rất là lớn, hơn 130% giá trị phát hành là các dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn thiện pháp lý và ký hợp đồng mua bán điện. Và khi tham gia trái phiếu này thì quý nhà đầu tư sẽ được hưởng lãi suất từ 9,3 đến 9,7% trên một năm, cao hơn so với gửi tiết kiệm và với số vốn đầu tư tối thiểu là từ 100 triệu đồng. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang tin tiếp theo của phần kênh tài sản khác, đó là New York sẽ trở thành trung tâm của nền công nghiệp tiền số. Và thị trưởng đắc cử Eric Adams của Trung tâm Tài chính Thế giới New York cho biết là sẽ đưa thành phố thành trung tâm của ngành công nghiệp tiền số. Bên cạnh đó thì Adams tuyên bố sẽ nhận 3 tháng lương đầu tiên của mình bằng Bitcoin. Và ngoài ra thì thị trưởng Miami, thành phố lớn nhất của Florida, cũng tuyên bố sẽ nhận lương thông qua Bitcoin, kêu gọi công ty liên quan đến tiền số đặt trụ sở tại Miami và khuyến khích nhân viên bang nhận lương bằng tiền số. Như vậy thì giới chính trị và tinh hoa của Mỹ thì luôn có ảnh hưởng lớn trên mặt xã hội và lập pháp, và với sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của giới này thì tương lai tiền số sẽ được ghi nhận về mặt lập pháp ngày càng gần hơn. Tuấn có một cái phép so sánh đơn giản này, tức là blockchain đang là tương lai thế giới rồi, cái điều này thì tất cả mọi người đều đang suy nghĩ đến điều đó, nhưng mà chúng ta có thể so sánh rằng là cái quy mô này nó đã có bị bong bóng hay không và cái tương lai sẽ như nào. Thì nếu như chúng ta so sánh Bitcoin với cả vàng thì chúng ta biết rằng là Bitcoin, tổng cái vốn hóa Bitcoin bây giờ đâu khoảng là 1.400.000 tỷ đô. Đó thì nó so với cả cái tổng quy mô của vàng trên thế giới là khoảng 7.500. Điều đó nghĩa rằng là đâu đó Bitcoin có thể tăng được khoảng 7 lần nữa, đúng không ạ? 5 đến 6 lần nữa. Về tương lai thứ hai nữa là nếu như chúng ta so sánh ETH, tức là một cái đồng tiền số coin lớn thứ hai trên thế giới, và họ đang cạnh tranh với mảng DeFi, tức là Decentralized Finance, thì chúng ta nhìn lại cái mảng ngân hàng, tổng quy mô của ngành ngân hàng đâu đó là khoảng 7.000 tỷ. Và vốn hóa của công ty ETH, tức là Ethereum, mới đang khoảng 400 tỷ. Từ 400 tỷ lên với cả khoảng 7.000 tỷ thì chúng ta còn khoảng là 15 lần nữa. Thì đương nhiên đó mới phần vốn hóa của nguyên phần ngân hàng thôi. Chứ còn ngân hàng sẽ còn những mảng khác như kiểu ngân hàng Shadow Banking, tức là những ngân hàng mà kiểu cho vay nặng lãi ở dưới ấy. Thì ETH cũng bắt đầu hướng đến những cái mảng như thế. Thì rõ ràng là việc ETH có thể không phải mức tăng 15 lần, có thể tăng khoảng 20-30 lần là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy vậy thì vẫn phải nhắc lại rằng là tiền số là mảng chưa được cho phép tại Việt Nam, và quý vị cần phải lưu ý rủi ro khi đầu tư mảng này. Dạ vâng. Và đó cũng là phần kết thúc phần tài sản khác của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment. Thì cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Xin mời anh Tuấn sẽ kể câu chuyện đầu tư ngày hôm nay ạ. Một câu chuyện về Amazon và Webvan, và ông tổng giám đốc chủ tịch của Amazon chính là Jeff Bezos. Thì khi mà Jeff Bezos thành lập và cái công ty vận chuyển của Amazon, khi mà ông nhận thấy rằng là nếu như Amazon không thành lập công ty vận chuyển thì khó mà có thể đạt được cái nhu cầu như ông mong muốn. Thế thì lúc đó ông bắt đầu đi tìm với ba lãnh đạo cho cái công ty gọi là Amazon Fresh đó. Thì lúc đó là có một công ty gọi là Webvan. Ông bắt đầu để ý thấy Webvan, một công ty dịch vụ vận tải đã khá nổi tiếng trong quá khứ và bị thất bại. Thì sau đó là ông nhận thấy rằng là công ty này không phải chỉ thất bại đâu, mà còn thất bại cực kỳ gọi là đau đớn, và chiến lược giao hàng theo từng khu vực của họ đã hoàn toàn sai lầm. Thì sau đó thì Bezos mới quyết định là tuyển những cái quản lý cũ này về cho Amazon và cho ra mắt Amazon Fresh tại Seattle trước khi bành trướng toàn cầu. Và họ tận dụng những kho chứa hiện có của Amazon chứ không phung phí ngân sách như nếu như mà Bezos mà tuyển một cái người hoàn toàn mới vào thì họ hoàn toàn thể phung phí ngân sách vào trong những cái dự án mà họ suy nghĩ rằng là tốt. Đó, thì Bezos sau này có chia sẻ rằng là thất bại là một phần không thể thiếu
cho mỗi phát minh. Đó, nếu như chúng ta nhìn lại bây giờ các công ty giao hàng ở Việt Nam mình chẳng hạn hay trên thế giới như kiểu Uber, Grab chẳng hạn, thì họ cũng đi theo chiến lược giao hàng như cái chiến lược của bên Web3 này hiện tại, tức là của Amazon Fresh này hiện tại. Điều họ nghĩ rằng là cái chiến lược ngày xưa họ đã thử và họ bị thất bại, và bây giờ họ hoàn toàn không thử lại cái phương pháp này nữa và sẽ giảm bớt được cái thời gian mà đi tìm thành công. Thế thì khi mà chúng ta ứng dụng trong đầu tư thì chúng ta nghĩ điều gì? Thứ nhất, đó là lãnh đạo công ty mà đã từng trải qua thất bại, và là nếu thất bại càng đau đớn thì đó sẽ là một làn tỏa lãnh đạo rất là mạnh, và họ sẽ tìm mọi cách để phát triển tốt hơn trong lần thứ hai. Rồi những công ty mà trải qua chu kỳ giá xuống rồi thì là những công ty chúng ta nên theo dõi. Chúng ta biết rằng là Warren Buffett hay nói câu rằng là tôi luôn tìm kiếm những công ty một tuổi đời trên 10 năm. Trên 10 năm là gì? Tức là đã trải qua một chu kỳ kinh tế đi xuống, và như vậy là họ đã biết làm sao để sống bền vững, đúng không ạ? Đó, thì đấy là một công ty chúng ta cần phải theo dõi. Với mức cá nhân thì nhà đầu tư cũng nên mạo hiểm ban đầu mức giá rất là thấp thôi. Và khi nào mà mọi người trải qua cả một cái chu kỳ thì mọi người mới nên đầu tư lớn. Và để an toàn trong giai đoạn đầu thì quý vị có thể đầu tư vào những chứng chỉ quỹ. Bởi vì những chứng chỉ quỹ là những người đã đầu tư rất là lâu năm và họ có đủ khả năng để quản lý rủi ro cho các anh chị. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Như vậy thì chương trình của chúng tôi sau đây sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Tuy nhiên thì trước hết thì tôi xin phép được nhắc lại với quý nhà đầu tư, đó là quý nhà đầu tư đừng quên tham gia mini game ngày hôm nay của chúng tôi với câu hỏi đó là phiên giao dịch mở đầu thị trường hàng ngày trên sàn HOSE có tên là gì. Và để nhận phần quà của chúng tôi vô cùng đặc biệt, đó là gói giao dịch Tomato 30 trị giá 500.000 đồng trên một tháng. Với gói này, quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch với tổng giá trị lên tới 660 triệu đồng trên một tháng, tương đương với 30 triệu đồng trên một ngày. Và ngoài ra thì tôi xin phép được nhắc lại các chương trình của chúng tôi. Ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư ngày hôm nay của chúng tôi thì chúng tôi có chương trình Tọa Đàm Đầu Tư. Chương trình này thì chúng tôi sẽ dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Ở trong chương trình chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường. Chương trình của chúng tôi thì sẽ được phát sóng vào lúc là 15 giờ thứ tư hàng tuần. Chương trình thứ hai đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian đó là vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ ba đó là chương trình nhịp đập thị trường. Chương trình này chúng tôi sẽ được tổ chức hàng tuần vào lúc 16 giờ hàng ngày. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ đưa ra nhận định thị trường và phân tích kỹ thuật của các mã cổ phiếu. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 cộng đồng để quý nhà đầu tư có thể tham gia và nhận cập nhật tin tức hay là cùng nhau học hỏi và đầu tư trong các cộng đồng của chúng tôi. Thứ nhất đó là cộng đồng đầu tư tích sản, đầu tư thịnh vượng đi well. Thứ hai là cộng đồng giao dịch chứng khoán đi stock. Thứ ba đó là cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư đi go. Và thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính đi live. Và các mã QR code thì chúng tôi có để ở trên màn hình để quý nhà đầu tư có thể tiện để tham gia vào cộng đồng của chúng tôi. Ngoài ra thì tất cả các thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Quý nhà đầu tư hãy follow page của chúng tôi để nhận được thông tin. Sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên đó là của nhà đầu tư A Huy Nguyễn. Anh Tuấn Hoàng cho em hỏi ngành điện hiện tại có nên mua đầu tư được không ạ? NT2, GEG, em cảm ơn anh. NT2 thì cần phải lưu ý rằng là doanh nghiệp này không tăng được công suất. Tức là nếu chúng ta đầu tư vào một doanh nghiệp ấy thì nó giống như kiểu cái xương sống chúng ta. Quan trọng nhất là làm sao chúng ta phải lớn được lên. Đó đúng không ạ? Thì những doanh nghiệp xương sống thì cái quan trọng nhất là họ tăng được công suất. Thì NT2 là một doanh nghiệp như vậy. Và NT2 thì không tăng được công suất. Chính vì thế nên tuy vậy thì NT2 lại một đặc điểm là họ được bao cái đầu vào đầu ra. Tức là họ sẽ được hưởng một cái biên lợi nhuận nhất định khi mà họ ký hợp đồng với cả GAS này, họ ký hợp đồng với cả EVN này. Đó, thế thì NT2 cái biến động lợi nhuận của họ lại bị trễ, bởi vì họ thường ký là sau cùng một quý thì họ có thể bị trễ. Tuy vậy thì cái lợi nhuận của họ rất là đảm bảo. Trong trường hợp đối với NT2 thì tôi nghĩ rằng là quý vị nên mua vì lý do cổ tức thôi. Và khi mà nó ở mức vùng giá thấp, ví dụ tầm 17 chẳng hạn, thì quý vị nên mua vào. Và bắt đầu nó lên khoảng tầm 25 chẳng hạn đấy thì quý vị nên bán ra. Đó, tức là NT2 thiên về gọi trading nhiều hơn là, hoặc là ăn cổ tức nhiều hơn là quý vị có thể mua và nắm giữ dài hạn, vì tốc độ tăng trưởng rất là chậm. Câu chuyện thứ hai là GEG. Thì GEG là một doanh nghiệp tăng trưởng được công suất rất là ok. Tuy vậy thì cái nhược điểm GEG ấy là cái ROE họ rất là thấp. Tuấn không hiểu tại sao tất cả doanh nghiệp nào của bên thành công sở hữu thì thông thường là cái ROE họ khá là thấp. Thì
cái việc điểm mà ROE nó thấp như vậy thì Tuấn nghĩ cũng không nên đầu tư, vì ROE thấp thì thực ra là cuối cùng thì nhà đầu tư nhận được điều gì? Nhà đầu tư thường nhận được là từ cái vốn chủ sở hữu tăng dần theo thời gian, hay là dựa trên ROE, ROE phải trên khoảng 15% thì Tuấn nghĩ là nên đầu tư, còn nếu dưới thấp hơn quá thì cũng không nên. Đó thì đấy là câu trả lời của Tuấn về hai doanh nghiệp này. Dạ vâng, và sang câu hỏi tiếp theo đó là của nhà đầu tư Sơn Nguyễn. Anh chị có nhận định như thế nào về mã PVS ạ? PVS thì một đặc điểm rằng là nếu như chúng ta có thể dự đoán được giá dầu thì chúng ta nên đầu tư PVD, PVS. Tuy vậy thì như Tuấn vừa chia sẻ lúc ban đầu đó là giá dầu rất khó dự báo và nó phụ thuộc rất nhiều vào chính trị. Đó. Ngoài ra thì về cơ bản thì cấu trúc ngành dầu khí đã bị thay đổi. Khi mà ngày xưa thì Trung Đông hay là Nga họ để chiếm một miếng, tức là tiếng nói rất là lớn trong cái việc định hướng giá dầu. Nhưng bây giờ Mỹ cũng thành một cái đất nước có định hướng tương tự như thế nữa. Trong cái đó thì lợi thế về dầu Việt Nam thì nó không phải là quá mạnh. Tuy vậy thì chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục đảm bảo làm sao khoan dầu, làm sao cho vẫn ở mức gọi là đảm bảo về cái an ninh chính trị. Đó thì trong trường hợp thế thì PVS có thể vẫn ok, nhưng mà tôi nghĩ rằng là case này là một case rất là khó để đầu tư. Nếu như quý vị mà muốn đầu tư doanh nghiệp này nên đầu tư khi mà giá nó rất là vùng rất là thấp, còn cái vùng cao này thì nó biến động rất là mạnh và chúng ta sẽ không dự báo được chính xác. Đó. Nó thêm về chết đinh nhiều hơn. Dạ vâng. Cảm ơn Tuấn. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Phúc Doãn, đó là cho em hỏi tình hình cổ phiếu PAN và HHV ạ. PAN. PAN. À PAN à? Dạ. PAN thì sorry lâu lắm rồi Tuấn không theo dõi lại doanh nghiệp này nên chắc là phải xem lại để báo rồi nói lại với bạn sau. HHV quản lý hầm Hải Vân, doanh nghiệp này tương tự thế thì nó Tuấn chưa nắm rõ hai doanh nghiệp này, thành ra là chắc là tí nữa Tuấn sẽ trả lời bạn sau. Còn PAN này ngày xưa Tuấn có đầu tư rồi, và thực ra doanh nghiệp này cũng sở hữu rất nhiều các công ty rất là tốt trong ngành như Sauta, FMC, hay là nói chung là họ sở hữu rất nhiều công ty. Thì chắc là Tuấn phải xem lại, xem cái hiện tại cái tiến trình mà thay đổi holding của họ như nào rồi. Nhưng mà PAN là một doanh nghiệp về holding nên nếu như mà Tuấn ấy, thì Tuấn sẽ ưu tiên nắm giữ những doanh nghiệp mà được hưởng lợi khi mà quá trình phục hồi nó lên tốt hơn, bởi vì PAN nó chỉ là công ty holding thôi. Đó thì cái hưởng lợi nó sẽ không được mạnh bằng những doanh nghiệp khác. Tuy vậy để Tuấn xem lại nhé. Dạ. Sau câu hỏi tiếp theo đó là của nhà đầu tư Ánh Lưu, đó là cho em hỏi đầu tư theo quý 4 và quý 1 năm 2022 thì cổ phiếu TLH và DHA như thế nào? Thép tiến lên à? Thực ra nếu như đầu tư vào ngành thép thời điểm này hiện tại thì Tuấn nghĩ rằng là mình nên đầu tư những doanh nghiệp hàng đầu ngành thì sẽ an toàn hơn. Nhất là trong điều kiện mà sắp tới thì ngành thép ok nhé, bởi vì sắp tới là cái khả năng đầu tư công sẽ mạnh lên. Tuy vậy Tuấn vẫn nghĩ là việc đầu tư doanh nghiệp đồng ngành Hòa Phát sẽ được hưởng lợi tốt hơn, bởi vì Hòa Phát họ có lợi thế cạnh tranh, đúng không ạ? Họ có thị phần, họ có năng lực, tức là năng lực phân phối. Đó, còn trong tiến lên thì doanh nghiệp nó khá là nhỏ hơn rất là nhiều. Đó thì Tuấn nghĩ rằng là nếu như mà để an toàn ấy và lợi nhuận rất là khả quan nhé, Tuấn nghĩ là lợi nhuận của Hòa Phát năm nay khoảng đâu đó khoảng 34.000 tỷ chẳng hạn, thì tính theo PE khoảng 7 lần thôi, 9 lần, thì cái mức định giá của Hòa Phát đâu đó cũng 70.000 tỷ thôi. Tức là giá của Hòa Phát là lên 70.000 đồng một cổ phiếu. Đó thì Tuấn nghĩ là Hòa Phát khá là ok. Câu thứ hai là câu về DHA, thì Tuấn nghĩ là doanh nghiệp này doanh nghiệp khá là ok nhé, bởi vì DHA là có cái mỏ đá khu vực Long Thành, và đồng thời với đó là rất nhiều các mỏ đá đã bị đóng cửa do cái vấn đề về tài nguyên này, rồi vấn đề về quá hạn này, thì khiến cho cái mỏ đá của DHA nó rất là được hưởng lợi, nhất là cái thời gian khai thác của DHA còn khá là dài. Đó thì DHA là doanh nghiệp khá đáng theo dõi và mua vào. Vâng. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Vũ, đó là anh Tuấn nhận định như thế nào về Vinamilk trong thời gian tới khi giá cả hàng hóa lương thực và hàng tiêu dùng tăng lên? Câu chuyện Vinamilk cũng tương tự câu chuyện mà Tuấn chia sẻ ban đầu với cả NT2 thôi. Đó là quan trọng nhất là làm sao để có thể mở rộng được cái năng lực công suất nó lên. Thì Vinamilk giờ cũng đã đến tới hạn rồi, và nếu như mở rộng thì họ có thể tăng được thị phần lên đôi chút thôi. Và cái lợi nhuận của họ là lợi nhuận biến động theo quý, tức là khi mà cái giá sữa, nguyên liệu bột sữa đầu vào nó giảm thì họ sẽ được hưởng lợi hơn một chút. Đó thì về cơ bản thì theo một số dự đoán thì lợi nhuận quý tới này của họ bắt đầu tăng trở lại. Tuy vậy Tuấn nghĩ rằng là Vinamilk không phải là một cổ phiếu quá mạnh nữa, mà nếu như chúng ta đầu tư Vinamilk chúng ta thiên theo hướng ăn cổ tức nhiều hơn, chứ nó không phải một doanh nghiệp tăng trưởng nữa, nó chỉ là một doanh nghiệp đi ngang thôi, chứ không phải, tức là nó sẽ đi ngang dao động, tức là nó có thể dao động đều từ giờ đến 2021 2022, nhưng nó không phải là một doanh nghiệp quá mạnh. Quý vị nên ưu tiên vào những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng được cái công suất của mình, tức là giống như kiểu
đang tuổi dậy thì có thể lớn hơn một chút ấy. Quan trọng là điều đấy. Dạ vâng. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Hưng Cá Rô, đó là cho mình xin ý kiến về mã BCG và MIG. BCG là Bamboo Capital đúng không ạ? Thì Bamboo Capital này Tuấn nghĩ là khá là ok đấy, bởi doanh nghiệp này doanh nghiệp về năng lượng tái tạo. Nhưng mà đặc điểm hơi điểm trừ của BCG đó là cái nợ của họ khá là cao. Tuy vậy thì nếu như mà trong trường hợp thời điểm mà họ vẫn tăng trưởng tốt, tức là thị trường vẫn thuận lợi, thì BCG là một doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh hơn bình thường, vì họ giống như kiểu bạn sử dụng đòn bẩy trong cái điều kiện mà, tức là giống như kiểu đầu tư chứng khoán thôi, bạn margin là, tức là đương nhiên là rủi ro đúng không, nhưng margin trong điều kiện thị trường đang lên thì bạn sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Đó thì BCG là một case như vậy. Tuy vậy ngược lại thì trong trường hợp mà giống như bạn đầu tư chứng khoán ấy, chẳng may mà thị trường bỗng nhiên sụt cái và bạn sở hữu margin rất là cao thì bạn sẽ là người ảnh hưởng rất là lớn, thì BCG một case như vậy. Đó, tức là trong nhiều điều kiện mà vĩ mô thuận lợi như hiện tại thì BCG rất là đáng theo dõi. Câu hỏi thứ hai là về cái gì nhỉ? Về mã MIG. MIG thì MIG tôi nghĩ khá là ok, nhất là họ có hai câu chuyện, một là lạm phát tăng khiến cho cái lợi nhuận của họ có thể tăng, hai là văn hóa của họ rất là năng động khiến cho cái lợi nhuận phí bảo hiểm gốc họ cũng tăng dần theo cũng khá là tốt. Rồi một câu chuyện ngoài ra, một câu chuyện nữa đó là nếu có khả năng bán vốn của MIG, nhất là khi mà chính phủ mình đã cho phép là mở room các doanh nghiệp bảo hiểm lên 100% room ngoại rồi, thì cái việc mà bán vốn của MIG rất có thể xảy ra, và trong trường hợp như vậy thì giá của MIG có thể có nhiều động lực tăng trưởng thời gian tới. Dạ vâng. Và do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời 2 đến 3 câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư, sau đó thì chúng tôi sẽ trả lời ở dưới comment cho quý nhà đầu tư ạ. Câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Khắc Thiêm Nguyễn, đó là các chuyên gia nhận định gì về nhóm cổ phiếu FLC tăng trần mấy phiên và nhóm cổ phiếu ngành phân đầu tư trong quý 4? Đối với những cổ phiếu của FLC thì Tuấn xin phép không comment, bởi vì Tuấn không niềm tin vào vào cái quản trị của doanh nghiệp. Đối với cả doanh nghiệp của về ngành phân thì một đặc điểm đó là nếu như quý vị nhìn nhé, cái tỷ lệ tiêu thụ phân bón trên cái đầu hecta tại Việt Nam nhé, thì nó là khoảng 3,5 cân trên một mét vuông. Đây là một tỷ lệ rất là cao nếu như chúng ta so sánh với các nước nông nghiệp khác như là Thái Lan là khoảng 2,5, hay Myanmar là khoảng 1,1 mấy đó. Thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là cái vĩ mô của ngành không thuận lợi. Cái điểm mà cái công ty, những doanh nghiệp đạm hay là phân này nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ thời gian qua, đó là bởi vì cái giá phân với đầu ra nó bị giảm rất là thấp trong rất là nhiều năm, khiến cho khi mà thị trường bật trở lại tự nhiên là họ tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Tuy vậy đến thời điểm hiện tại thì tất cả giá phân nó đang đã có một trend tăng rất là dài trong 1 năm đến 2 năm vừa qua. Thì vào đoạn lưng chừng này thì cái xác suất mà lợi nhuận trên rủi ro nó không hấp dẫn. Đó thì trong trường hợp thế thì Tuấn cũng không có comment thêm về cái doanh nghiệp này. Dạ vâng. Và một câu hỏi tiếp theo đó là của bạn Vân Hà. Các chuyên gia cho nhận định về bất động sản quý 4, và Hằng Nga là cho mình hỏi về mã PDR. Câu chuyện về bất động sản tương tự như vậy, nó có rất nhiều doanh nghiệp mà cái lợi nhuận họ chưa được hiển thị nhưng mà giá cổ phiếu đã tăng lên rất là cao. Mặc dù là quý 4 thì lợi nhuận của bất động sản về cơ bản khá là tốt khi mà họ bản giao dự án. Tuy vậy thì cái định giá của nó đã lên rất là cao rồi. Trong trường hợp như thế thì tức là mọi người sẽ hiểu rằng là nó mức định giá và điều gì làm giá cổ phiếu tăng và giá cổ phiếu giảm. Thì trong cái điều kiện mà lợi nhuận sẽ được book rất là nhiều vào quý 4 năm nay thì khiến cho cái rủi ro mà giảm giá ít nhất trong hết quý này nó khá là thấp, bởi vì không có điều kiện làm cổ phiếu giảm giá. Tức là cái điều gì làm cổ phiếu giảm giá là không có. Tuy vậy thì định giá của nó lại đang ở mức rất là cao. Đó, thế thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là nếu chúng ta đầu tư có thể ăn ở cái khúc cuối này, nhưng mà khúc này khá là sương, bởi vì nếu chẳng may có một cái làn gió ngược ấy thì giá của bất động sản cũng sẽ bị giảm. Đó. Tuy vậy thì trong ngắn hạn vẫn ok nhá, nhưng mà nhìn trong dài hạn, tức là nếu như quý vị đầu tư dài hạn khoảng 1-2 năm tới thì Tuấn nghĩ rằng thời điểm này không phải thời điểm tốt để mua vào. Nhưng quý vị nếu như mà muốn book lợi nhuận cho khoảng một quý tới thì Tuấn nghĩ có thể đầu tư được, kể cả phát đạt. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Như vậy là câu hỏi đó thì cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Còn các câu hỏi khác của quý nhà đầu tư đã để lại cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ xin phép được trả lời ở dưới comment cho quý nhà đầu tư. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct.
và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.